Chào anh em, hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2019. Shop Út Thắng mình mới về thêm được hai bộ vô lăng mâm lửa thất đời dĩ đời. Hàng zin theo xe của 110. Bộ lửa 110 nha anh em, đúng hàng zin theo xe. Tình trạng là cực đẹp. Giá là 1,7 triệu một bộ nha. Đây là cực đẹp luôn nha. Đúng là lửa 110 zin theo xe. Vô lăng còn 7 màu. 7 màu luôn, không xét, không có lấm tấm gì kia luôn. Nói chung là gọi là cực đẹp. Thì bây giờ mình đi quay chi tiết vô từng bộ cho anh em xem nha. Đây là bộ đầu tiên bên tay trái của mình nha. Chưa vệ sinh luôn, anh em thấy nó còn dơ đắt rồi đầy đủ ha. Rất là đẹp, cực đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay tiếp cái vô lăng cho anh em xem nha. Đó. 7 màu. Từ nha anh em, những cái lá từ này là không có một vết xước gì luôn. Đây, hàng rã xe cọp ra nên đồ còn cực đẹp. Đây là con lửa, bộ thứ hai bên tay phải mình nha. Thì bộ nào hôm nay cũng cực đẹp hết á, 7 màu hết. Ba anh em đúng là hàng zin theo xe. Mà thật sự cái vô lăng mâm lửa này mà mua hàng zin mới nó cũng không có để anh em mua đâu. Đây. Cực đẹp nha anh em. Đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ trên xuống dưới, đẹp hết chỗ chê luôn. Giá cho hai bộ lửa 110 hàng zin theo xe này ngày 4 tháng 12 này mình sẽ bán là 1,7 triệu một bộ nha anh em. Bữa hôm nay anh em nào mà săn hàng tuyển cọp thì cứ alo lại em nha, chốt nhanh 1,7 triệu một bộ nha anh em.